nè, không chỉ sao nó trên lệch vậy nè, đây lấy cái chữ này ha, phải chưa? bên đây nó cũng ngắn vậy, bên đây nó cũng ngắn vậy, thì mình làm sao mình chọn nó bằng nhau. Nó xuống không rồi, cái này là bắt cấp tỉnh nè, đó thấy chưa, lấy hai cái bằng nhau quốc. Ồ, kéo được của ai mà bé nữa không? Có làm dấu, cô không có của em. Cô cũng có làm dấu nữa. Vậy có một trong hai của em cô. Chị cũng của em chứ, hai cái tay của không, em. Không, không, của cô hồi của em á. Em mới mua cô bữa nó bị gớp. Ờ, bán kinh khủng khiếp luôn nè, cái chuyện của em nè. Đâu dám mà gớp cho cô, tiền. Thôi, nó một cái gớp mà không có thể cắt được. Hình ra cung thì mình văng theo hình cung nha. Thả ta xuống. Em à, cô gắt cái này nhanh lắm. Em cô nói ráng đợi đợi cái tên đó. Không có tờ. Em đi chút xíu à. Nửa tiếng thôi. Chút xíu rồi dịnh nè, nó lúc này dịnh nè. Rồi lâu nói gì phía sau mấy tay này dài hơn này thấy không. Rồi kiếm sao điểm chữ đó, cắt thì mình cắt cho nó ngang đi. Em phía trước tới chỉnh phía sau, rồi phía trước cắt nhiêu không độ quay người ra sao nè, hạ xuống nè. Mà, nè, đưa cái lượng vô nè, ha. Nè, xuống không được. Ví dụ tóc này nó dài luôn nha. Nó dài chưa có layer nè ha. Thì mấy em cứ việc lấy cái chuẩn phía sau làm chuẩn. Thì em nhớ trước, phía trước thì nó ngắn. Nếu kể phía trước này nó ngắn thì trên đây là mình khóc nó tròn lại hết cái chỉnh mình nữa. Đúng không? Còn nữa cắt layer nhiều ít thì nữa tí tí xíu nữa cô sẽ tiếp. Đúng chưa? Đó là xong rồi, hết gì với cha nè. Thì nó ngang ngang bầu. Bầu, cái ngang bầu nha. Ngang ngang bầu, nhẹ nhàng. Tiếp. Trước. Không lẽ là mấy em bài này mấy em cực kỳ dễ thôi nhưng mấy gan cái bài vậy? Nè, quên á. Những cái kiểu mà đưa hình lại á là cắt layer. Thường mấy em phải nhớ là cắt layer tầng cao, cái này là tầng cao luôn đó. Nó sẽ làm cho cái tóc mất nhiều. Những người không biết cắt là cắt nát cái tóc hết trơn. Nhưng đối với cái mái tóc này à, nó chỉ layer phía trước mặt thôi. Phía sau nó chỉ là tầng thấp, là nó sẽ cho ra cái dáng dày và bồng bềnh như vậy nè nè ha. Nó chỉ phía trước thôi, khu vực phía sau nó mới dày nè, nó ọc ra phía trước nè, nó mới dày như thế này hả, đúng không? Nên mấy em nhớ kỹ là cắt layer, khi khách muốn cắt layer mà nhìn như kiểu nhìn sao mập nè, không có gì, nó muốn tắt tiếng, nói nãy giờ là hết cỡ rồi đó, đúng rồi, nó không chết. À, cái khi mà tóc người ta ít mà ta yêu cầu cắt layer, mình cắt kỹ thuật này để làm gì? Nhìn cho tóc người ta dài, đúng không? Chứ đừng cắt theo kỹ thuật đó. Còn cái bài này là để duỗi, ốp nhẹ tự nhiên hoặc là để tóc thẳng, đúng không? Còn cắt tầng cao mà nếu mà mấy em duỗi ốp nhẹ tự nhiên nó sẽ bị khớp. Giống như mấy kiểu đó, khớp, nhưng uống thì lại cực kỳ đẹp. Nhưng mà mấy em đừng có lấy kỹ thuật này mà đem đi uống nha, không gà gì chứ, gà sống mà
sống chú quốc à. Cho nên nó dứt trên đây còn như này nó giận kỳ lắm. Mỗi cái là kỹ thuật này kỹ thuật đuổi ớt nha. Mà lấy ơi từng cao từng thấp từng dừa là tùy lúc này mình cắt. Thích cao thì mình cho cao, thích dừa cho dừa, thích thấp cho thấp, nhưng nó chỉ lay ở phía nước ta. Còn phía sau nó chỉ là từng ít thì nó mới dày. Rồi tiếp lấy cái tỉnh nè, này nãy bỏ xuống chắc nó dài lắm mà, bỏ dài nó dài nè, cắt cho nó ngang theo bằng. Ngang bằng cái này nè, ngang cái mấy ngang cái này nha. Lấy cái lớp kế tiếp nha, chứ đừng có lấy cái lớp mà gì, đừng có lấy thuốc đây mà lấy lớp kế tiếp nè. Cái cắt này là cắt không độ để cho nó ngắn đi để tôi biết đường tôi chỉnh nè. Rồi bắt đầu vô nè, nhìn nè, buông tay móc nó thằng này ra, móc đặt xuống cái miếng này. Tay chưa rồi, nhìn nha, nhìn thằng này nè, kéo mình chấm dụng ra rồi đây, nó tầm ở đây, đây tầm chuẩn vậy là phải lấy thuốc mình nhìn dưới đây giống bên đây, nhìn vào kiến nè, thấy đây không, đây là hai bạn, tại vì cô chưa cắt tại vì layer này vẫn còn, tại tóc này vẫn còn, thì bình thường cắt ra nó chỉ có ngang căng dưới đây nè, hơi bầu bầu nhẹ thôi, nhưng mà tóc này đã có lơ nhấp luôn. Thì bây giờ dòm cái chiều dài của nó là bằng này nè, nè đây đúng không, đây đây là bằng này nè, còn cái layer từ đây chỗ này nó cũng là bằng này nè, vậy là mình phải cắt từ đây lên tới trên đây, vậy là mình sẽ sởn thằng này cho nó giống bên đây. Nhìn dòm kiến thở ra xuống không độ, nè, nhìn nè, chỉnh đây và chỉnh đây có nè, có thể mấy em cắt được rồi, cho nó đi dán vậy, chọn nha, chứ đừng có dám hoàng mà quất cho một phát một đôi gì. Nhớ ngang quạt. Dạ. Bỏ xuống. Cầm ký. Đó. Chín mười ha. Rồi. Xong cái dán xong quay dài sao chỉnh cái nhẹ nó có coi được rồi chưa, còn cái dán xong rồi đó, bước thứ cái hàng cắt từng cắt từng